có vẻ như điều đó nó sẽ xảy ra ở trong ván đấu thứ nhất này khi Wan được xuất hiện trong tay của Kana. Và để xem nó kèo chất tướng ở khu vực đứng trên, Rascal anh ta sẽ xử lý như thế nào với một chất tướng Wan khá là mạnh ở giai đoạn sau. Nếu như để cho Kana farm thoải mái và để cho Kana chỉ trạc farm tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau của ván đấu thì cái khả năng đầy lẻ đến từ Kana cũng sẽ là một cái bài toán rất là khó để có thể giải được đến từ KT. Những cái bộ chất tướng đi đường đơn của họ không mạnh ở khả năng 1-1, thậm chí là Sylas trong tay của Vikla cũng sẽ rất khó để có thể có một cái tình huống all in với lại một con Wan cầm tốc hành tới đường trên của đối phương. Đội hình gia tăng sức mạnh về cuối ván đấu và khả năng chia 1-4 để đẩy đến từ Nosy Red Fox với hai carry Azir cũng như Aphelios và thêm một Wan đường trên của Kana. Với Azir và Aphelios thì cái điểm khác biệt ở đây đó chính là cái dạng trắng, cảm giác như có một cái sự lựa chọn an toàn hơn dành cho bên phía của KT Roster với khả năng chống chịu nhất định đến từ On của Rascal khu vực đường trên và cái khả năng mở giao tranh nữa với On và Wukong. Đội hình đến từ bên phía của KT Roster không hề thiếu cái khả năng để có thể tạo ra được những cái tình huống đột biến. Salad sẽ flop theo cùng với những cái tình huống đó và chưa kể đó cái hợp chất điên loạn nữa, khả năng tấn công cũng khá là mạnh mẽ dành cho giai đoạn về sau dành cho bên phía của KT. Còn đây là trọng trường giữ chân thành công aiming một nhịp, nhưng khả năng tấn công đến từ bộ đôi của NoSim là tương đối hạn chế. Cấp 6 đã có đến từ Ghost rồi với anh chắc dẫn lối và súng hỏa ngục đang cầm sẵn trên người nữa, nhưng cần phải có những cái tín hiệu follow up theo. Tôi nghĩ là như vậy đến từ Dread thì may ra lượng sát thương nó mới đủ để hạ gục một là aiming, hai là life ở cánh dưới. Thậm chí Wukong của Kirk cũng đang rất gần khu vực này để có một tình huống phản công. Đây thì là đội chủ động tốc biến, đổi tốc biến đến từ Lai và rất nhanh tay dùng hoạn thủy vực quay trở lại trả đòn. Lai là người gặp nguy, anh ta không có tốc biến nữa, bị hất tung lên đến từ chi quen và anh ta là người lên bảng điểm số trước. Ghost cũng sẽ phải đi theo trong tình huống này hay chăng đây, nhưng không, Red có cú combo, anh ta suýt chút nữa hạ cũng thành công cơ nhưng sắp thương là chưa đủ. Còn Aiming thì có mạng đầu tiên trong ván đấu này, thằng Hoa Luân rất nhiều đến từ Ghost và cuối cùng anh ta cũng đã có một mạng đáp trả dành cho bên phía của đồng sĩ Red Fox, nhưng vẫn là một pha một đối hai có lợi hơn dành cho KT. Cái nhắm mắt bắn bừa của con Trick thì bạn có thể dùng tốc biến để né được, và đó là tình huống tốc biến rất nhạy cảm tới từ người chơi xạ thủ bên phía của ông Siraphok. Với cú trước cú được bật từ Aiming, nhưng phải nói rằng cái lượng sát thương mà Aiming tạo ra ở trong tình huống 3-3 thậm chí là tình huống 1-1 vừa rồi là tương đối ấn tượng. Một con Trick mặc dù chúng ta nói rằng là do đi đường không mạnh, nhưng với việc là anh ta đã sở hữu cho mình hai mảnh của một cái gương chi vong thì cái lượng sát thương và khả năng hồi phục đến từ Aiming là khá tốt trong pha thi đấu đó. Cộng kèm theo nữa là mà từ từ đã không đứng giữa một tình huống ngắt được pha cắt lưu động lùi về đến từ BD tương đối tốt của Vịnh là, nhưng nhìn chung thì tầm kiểm soát sứ giả vẫn đang thuộc về Nông Sinh và họ lại tổ chức tấn công với du hoạt thể vực đến từ Airphone. Có lúc cú trước cuối hai người đến từ vị trí của Lai ngăn bước tiến đến từ hai thành viên bên phía của Nông Sinh Redford, pha đá đến từ vị trí của Vịnh La khi anh ta ăn cắp lộ long cước của Red sát thương trồng vào đến từ Nông Sinh là nhiều hơn pha đẩy hai người tốt đến từ vị trí của BD. Cứu cánh cứu được Vịnh La không, đây câu trả lời là không. Người có được mắt sứ giả hình như là các thành viên bên phía của Đông Sinh Rapport, và họ vẫn là người lợi thế hơn trong tình huống này. Thậm chí là họ đang tiếp tục truy đuổi sau ông gặp chúng của Rascal vô ảnh cước lao tặng vào sát thương là đủ đến từ vị trí của Kana, và thêm một mạng nữa dành cho Đông Sinh sau tình huống họ kiểm soát thành công sứ giả vừa rồi. Đồng ý, đó là hai mạng hạ gục rất cần thiết để Kana anh ta quay trở lại ván đấu, và đặc biệt trong một cái bối cảnh là càng về late game thì rõ ràng khả năng đầy lẻ đến từ Kana với một con quen nó sẽ càng nguy hiểm. Và nó khả năng cắn lướt nữa, nhưng từ từ đã Kana đang bị nhịp độ chết người bắn liên tục và Aiming có điểm hạ gục thứ hai trong ván đấu này. Một pha hit and run phải nói là rất xuất sắc đến từ xạ thủ bên phía của KT Roster để đoạt mạng thành công ở trên đường trên của đối phương trong bối cảnh là anh ta không cần phải dùng cú chiêu cuối của mình. Nó là nhắm mắt bắn bừa. Còn ở cánh dưới này thì tận dụng sứ giả Dread, anh ta sẽ cụ thể hóa bằng một cái trụ một toàn bản đồ dành cho vị trí của Ghost để phần nào đó tăng thêm cái thắng và tỷ lệ thắng đến từ Nông Sinh ở ván đấu này xoay quanh con Aphelios đang tăng tiến độ cũng như là sức mạnh một cách tương đối là tốt. Còn ngược trở lại với việc là cảm thấy rằng đây sẽ là một tình huống đẩy thoải mái đến từ Aiming và Lai, họ có thêm ít nhất sẽ là một giám chủ nữa ở khu vực đường trên. Đồng ý. Tính một cách nào đó thì vẫn có lợi dành cho phía của Đông Sim nha. Mặc dù Kana vừa mới khen anh ta xong thì anh ta lại bị khai thác ở khu vực đường trên, và đó là một cái điểm rất là đáng tiếc dành cho Kana. Nhưng đầu tiên thì phải giải quyết cái bài toán về cái công trình của phía đối phương trước đã. Thì đội hình đến từ bên phía của Đông Sim đang cố gắng triển khai công đoạn này. Còn bên phía của KT đang cố gắng để có thể tìm ra một phương án ép giao tranh. Hỏa dân dụng triệu được gọi ngay lập tức ngập nuốt đến từ Edward, nhưng liệu có cứu được vị trí của Ghost hay không? Đấy hất tung thêm một lần nữa, nhưng Ghost anh ta vẫn sống được với vượt trên thiên hạ của BD, và BD cũng như Ghost đang thoải mái xả sát thương. Kana cũng tương tự là như vậy với xe chủ lực kim, nhưng chưa ai của KT nằm xuống cả. Aiming tốc biến bỏ chạy, không có tốc biến lao theo đến từ vị trí của Ghost, và Kana thì anh ta không cầm tốc biến trong pha thi đấu này, anh ta chỉ có tốc hành mà thôi, và tốc hành của anh ta cũng đã phải sử dụng. Không ai lên bảng đếm số đến từ bên phía của KT. Bên phía của Nông Sim mất một, nhưng có sứ giả thì nó vẫn chưa được ăn xong tới từ Nông Sim.
Chính xác là như vậy đó, tình huống đáp xuống với cú dịch chuyển kịp thời của bên phía KT Royster, và những cái chiêu thức của họ cũng chia đội hình đến từ bên phía của Nam Sim thành hai nửa khác nhau. Họ đánh ông cái nửa trên có lợi thế về mặt nhân sự, họ dứt điểm được effort ở trong pha thi đấu đó. Mặc dù bên phía của Nam Sim sau tình huống vừa rồi thì họ cũng đã có được những cái pha thi đấu cũng tốt nha, ví dụ như là Red cũng đá được đa mục tiêu, anh ta đá được 2-3 người, xe chỉ lùng kim cũng trúng vào 2-3 người. Nhưng cái điều đáng tiếc đến từ bên phía của Nam Sim Redford đó chính là sát thương dứt điểm. Họ không có đủ sát thương để có thể dứt điểm vào rất nhiều những cái thành viên yếu mẫu của bên phía KT. Quả thực là như vậy, KT họ có một mạng hạ gục. Dòng 2 có dành cho Nam Sim Redford. Bố dầu từ rất là sớm, như đây là pha solo kill đến từ Kana cũng như là Viklan. Cặp lô chiều cuối đến từ Viklan, ta cắt rất đầu. Kana cắt đầu cũng không kém, đôi máu không đủ đến từ vị trí của Viklan với đồ vương. Thế nhưng anh ta nhấn đồ vương hơi sớm thì phải, và chưa kịp hộ chiều và là đồ vương thứ hai. Sát thương là quá nhiều. God vừa rồi phải lùi lại một nhịp để coi pha thi đấu tiếp theo sẽ như thế nào đây. Chúng ta đang có được một cái nhịp ăn Baron lén dành cho Kana và Red, nhưng nhanh chóng bị phát hiện đến từ bên phía của KT Royster. Và bởi vì họ đã phát hiện ra rồi nên có sẽ tương đối là thoải mái để có thể kiểm soát con rồng nguyên tố này. Trước đó thì đội hình đến từ bên phía của Nông Sim bị mất thế kiểm soát tầm nhìn nên họ không vội vàng để có thể di chuyển ra đây. Một tình huống cũng không có quá nhiều những cái đột biến nữa, bắt đầu mở giao tranh rồi. Red gặp nguy hiểm, anh ta dính xích và anh ta ngay lập tức bốc hơi với sát thương đến từ vị trí của anh mình. Nhắm mắt bắn bừa vẫn là một thứ gì đó quá ghê gớm. Lúc xoay hai người đến từ vị trí của Kurt Flop theo với tình huống lao thẳng vào đến từ vị trí của Rascal, nhưng Kana bật sự làm càn quét giúp động của mình lùi về. Vicla đang tìm kiếm BD nhưng Kana lùi động giúp cho BD ở cự ly an toàn. Thằng Hoa Luân và súng thiên lý đang là những gì mà Ghost có ở trong cái bộ súng của mình ở trước tình huống giao tranh. Đây sẽ là bộ súng để giúp cho anh ta cấu diệt tầm xa, nhưng có vẻ như KT không muốn điều đó xảy ra. Lao thẳng vào dòng thuộc về vị trí của anh mình, bắn rất đau với nhắm mắt bắn bừa. Và anh mình anh ta bắn hết trong tình huống này, chắc cú đẩy về hai người tốt đến từ Vicla. Và thôi xong rồi, Kana nằm xuống đống đông hồ thì cũng sẽ không giúp cho anh ta thoát được trong pha thi đấu này. Xích không thành công đến từ Vicla, anh ta gặp nguy hiểm với thằng Hoa Luân được kích đến từ vị trí của Ghost. Nhưng góc này thì lại khép góc. Rasko đang càn rất mạnh ở trong tình huống này, và mình thì sát thương của anh ta có dư để khiến cho hai thành viên bên phía của Đông Sim bắt buộc phải lùi về. Và với việc đã có 3 điểm hạ gục, KT chắc chắn sẽ là người có được con Baron đầu tiên vào đấu ở phút thứ 29. Một vài giao tranh mà tôi không biết là cái giao tiếp đến từ bên phía của Đông Sim sẽ là như thế nào. Lee Sin của Red quyết định là lao vào để có thể cướp. Anh ta không làm được điều đó và anh ta bị chôn chân ở phía bên trong. Phần còn lại gần như là không có bất kỳ một cái phương án để có thể phản kháng nào đến từ Ghost cũng như BDD cả. Vicla đang cố gắng để có thể áp sát, anh ta đang có đồng hồ để thể câu kéo bù lại. Baron đã thuộc về dành cho phía của KT Royster. Phía Ghost bên kia, Ghost đã bị hạ gục. BDD 1v4 không lại. Và đó là điểm hạ gục thứ 10 dành cho bên phía của KT Royster. Và có cảm giác rằng đi đường Nông Sim cũng làm khá ổn, nhưng đến giai đoạn giữa trận với những tình huống ép giao tranh thì họ không có lời giải của con trích này của anh mình. Tiếp tục là hất tung thành công, Ghost ngay tức được gặp luôn, và những đó là pha bắt tay tốt, có luôn cả ấp chân tiền loạn và bắn đến. Tiếp tục là anh mình triple kill dành cho anh mình, và tiếp tục có thể sẽ làm cú penta nữa dành cho xạ thủ bên phía của KT Roster. Hay chăng đây câu trả lời là không, hai thành viên bên phía của Đông Sim, chính xác hơn là ba người của họ lùi về được trong tình huống này. Những phần còn lại thì sao đây? Vicla đang đẩy ở khu vực đứng dưới, ba người bên phía của KT Roster đẩy ở khu vực đứng giữa, anh mình còn nửa cây máu, và như vậy là đủ để KT có ít nhất một đường trong tình huống đẩy này của họ với bộ lại Baron. Sát thương là nhiều quá. Và một lần nữa chúng ta có thể thấy ui, xung kích bỗng cháy của đội đã hất tung lên. Và không còn Red nữa. Warakill, ôi rộn, triple kill không chính thức dành cho Amin ở trong cái pha xử lý vừa qua. Rời rạc, đó là những gì mà bên phía của Nông Sim họ đã thể hiện ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Những tình huống giao tranh tổng của họ gần như là không có bất kỳ một cái điểm nhấn nào cả. Họ gần như là bị chôn chân, cũng không có bất kỳ một cái bức phản kháng nào khi mà đội hình đến từ bên phía của KT Royster họ tràn lên. Không cửa bật. Đó là những gì mà Đông Sim tôi có thể nói được Đông Sim ở bản đấu này. Còn Effort thì đang dùng dung hoạt thể vực gây sức ép vào Kurt. Có dịch chuyển đến từ Kana lướt qua tường. Với tình huống xén xén và anh ta đang tiếp cận Rascal, nhưng Rascal rất trâu. Tấn công vào Kurt thì sao? Câu trả lời cũng sẽ là hơi khó, kiệt sức nhầm rồi đến từ vị trí của Đông Sim Redford. Và đây sẽ làm tình huống phản công đến từ bên phía của KT Roster. Vic Lạc cán rất tốt cùng với Rascal. Đồ vương liên tục hồi máu, xích thành công vào Ghost. Cú đẩy về tới đến từ BD để giúp cho anh ta tạm thời an toàn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Khi Amin tới là sát thương sẽ có, và KT Roster tiếp tục có một pha quét 4 người. Chỉ còn một mình Red sống mà thôi, nhưng cái kỳ không quan tâm, xích thành công đến từ Vicla, lạo qua tường đến từ Cớt, tiếp tục tàng hình đến từ anh mình. Và để bị hạ gục quét sạch sẽ có dành cho bên phía của KT Roy. Trang này câu trả lời là chưa, khi mà Red lùi về được. Nhưng đây sẽ là KT endgame ở khoảng thời điểm phút thứ 32 của bản đấu này.
sát thương quá nhiều, quá vượt trội đến từ em mình. Anh ta có cú cánh, anh ta bắn cho Red phải chết bánh ở trong trụ của mình. Sát thương quá khủng khiếp, một tình huống giao tranh mà thậm chí là Vinh La đang có ý định để có thể ném ném em Vinh vào trong bể nha của phía đối phương. Nhưng mà dù sao thì bản thi đấu này cũng đã thuộc về dành cho bên phía của KT Roster. Các bạn có thể thấy đội hình đến từ bên phía của Nông Sim, họ vẫn gặp một trong những cái điểm yếu cố hữu, đó chính là cái khả năng gắn kết của họ gần như là rất là rời rạc.